Do you play Half the Heroes horribly? Are you farming terribly? Are you forgetting to ward and losing a lot? Learn to play on MoreMMR.com. MoreMMR has everything you need to learn and improve the quickest. Sign up now and start for free. Làm gì LeBron đây mở bát gặp Rebel May rồi, nhưng mà Jerex sẽ có một cái tình huống mà chia đôi con mờ. Nhưng Espo bị đưa sang cái phía bên kia không sao hết. Không có sao rồi vì Crystal Light cooldown xong cho mình luôn bị. Mà trên top lại đánh nhau rồi, Jerex bị bớ vào. Kobo rất mẫu mực đến với thành viên của Na'Vi. Jerex ngay cả khi có lag hay ở đây thì cũng không chịu được. Gần như các thành viên của Na'Vi họ thể hiện quan điểm đó là chỉ quan tâm đến top thôi cho sau. Màn đêm buông xuống, lần này có thêm cả Nature Prophet di chuyển lên. Vớ vẩn là Lưu sẽ phải nằm xuống rồi. Edfor cấu như chưa bao giờ từng được cấu. Anh ấy chạy vào Bramomay không không. Khi Fly đã sử dụng đệ của mình để đi vào Bramomay. Và Edfor last hit được mạng của Leo ở level 8. Mitterdy bị hướng vào. Nhưng đây sẽ là một cái tình huống mà 4 đánh 3. Nhưng Mitterdy không chịu được. Lưu LeBron lại bỏ chạy rồi. Có J-Rex di chuyển ra đây. Nhưng Fly thì đang gặp phải vấn đề. Nhưng không, họ sẽ nhất quyết ăn Fly để đổi lấy mạng của LeBron. Quay trở lại đây, có trò đến từ Notel và người của General đặt cọc ra. Nhưng Espor bây giờ đang là trời sáng hóa trời tối. Sử dụng vòi, có slow đánh thường, cấu cấu cắn cắn. Không được rồi, OG bỏ luôn. Jerex tham lam chặt như củ cải. Nhưng bây giờ Jerex ăn một cái demo đông khu vực Midland này. Đó là một cái tình huống mà có xích đu vào đến từ vị trí của đại tướng. Notel chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi, nhưng mà Lưu lại là người chủ động KS cái mạng này. Mitterdy chết bởi C6 ở đây, tiếp tục đặt thêm tên lửa ra đuổi theo LeBron đã không còn bất kỳ một kỹ năng nào cả. C6 tiếp tục bật face chase lên ở khu vực khác thì hết đánh nhau rồi, nhưng mà đây liên tục là máy sấy đến từ Gyrocopter và double kill dành cho Gyrocopter. Vâng, ở mid này thì đó là S4, không phải là S4 bị lao vào mà là OG họ chủ động vào Lưu. Lưu bị sai lần cầu đến chết thôi, không có cơ hội gì. Mitterdy ra khạc nước bọt, nhưng mà đệ của Break Smoke ở đây khi mà Lưu bị phát hiện ra sẽ có nguy hiểm ở đây. Khi mà General chủ động xích đu vào trong tóm được Fly, Fly đã lỡ sử dụng gậy đẩy rồi. Nhưng bằng một cái lý do gì đó, Fly trồng cây để thoát ra ngoài không được. General có tốc độ di chuyển lý tưởng hơn, kèm theo đó S4 cũng đã phải nằm xuống. Khi mà Fly tại sao anh ấy lại bay ra đây để trồng cây, rất khó hiểu ra cho đối phương mạng lờ mao. Và bây giờ thì Lưu đã bị trói lại rồi, nhưng C6 đang bị cản lại không sao hết. C6 cũng có được cái mạng này. Tường lấy đà, có ngủ ở đây sử dụng ra rồi, nhưng ngay lập tức là một đuổi đến từ vị trí của Dark Willow, đuổi tất cả đi. Nhưng ta lên zero vào, nhưng người nhặt Aegis ở đây lại là Fly chứ không phải là Notel. C6 bật BKB clear luôn Lưu ở phía này rồi. General gặp vấn đề tương tự, General phải nằm xuống. Jerex muốn có một cái tình huống gì đó ở đây, nhưng mà tên lửa nó súng ra nó boom, scrap boom. Đánh đó là một tình huống không. Mitterdy nhớ ngồi, Mitterdy chết rồi. Lưu chết cùng. Ok, LeBlanc trước khi chết thì cũng kịp sử dụng ra một cái đuổi đuổi, nhưng mà triple kill dành cho C6. Bây giờ General sẽ scout bằng một tình huống tên lửa, nhìn được S4 ở đây nhưng không tóm. Thì kể cả là tóm thì bây giờ là S4 anh ấy đi ra ngoài không, dồn hết skill một người của S4 nhưng chả mất nổi máu. S4 vẫn đánh đấy, cái cài gì. Thôi xong rồi, các thành viên của OG họ đến rồi. Crystal Light, BKB, Ulti. Nhưng mà Naga đã xây gần bật ngủ lên. Đó kìa, Notel lao vào Ulti của Luna, thật buồn cười. Nhưng đó là C6 với cả run double down. Và với cái run này thì không có cơ hội để thua. Và triple kill cho C6 rồi. Lưu ăn ủn, GG được côn ra. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với game đấu tiếp theo. Ui. Trên top này thì có vào Jerex ở đây rồi. Lưu có cái lượng đam cộng đó là lên tới 105. Nhường mạng cho Crystal Light luôn, anh ấy vừa làm. Ui, S4 đánh rất bừa, có bắt được con heo bia ở đây. Để dê Ion Shell vào rồi. Mitterdy bây giờ lao lên, Mitterdy bị một cú lừa ở đây rồi. Mitterdy gấu quá, Mitterdy chết luôn rồi. Nhưng ở đây, Jerex ăn đua vào. Có stun một người của General nhưng không cứu được. Và bây giờ Meledic được sử dụng, General vẫn tiếp tục đang bị gấu thể hình dí Ion Shield vào. Một SWAT chăng? Long trời lở đất cũng được sử dụng ra ở đây rồi. Nhưng mà chưa cần. Mitterdy bị nhìn thấy rồi. Tạm biệt Mitterdy trong tình huống này. Goodbye Mitterdy. Ui, sao? Chuyển ra mid rồi. Lưu được press the attack để giải stun cho, nhưng Lưu sẽ bỏ mạng ở đây. Chưa kịp chết, Lưu vẫn kịp giấc ngủ do rất đến ở đây.
không cứu được rồi. Ngay khi Zerax sử dụng lăn vào 10 đa tiếp theo dành cho General đây, Zerax quay trở lại móc hàm, có vẻ như là Spam không còn mana nữa. Ngay cả khi đổi chip thì tiếp tục lại là Zerax với một tình huống đánh hay. Ui đá chết con mạ găng Tutka đi các bạn, đánh vãi đái, Fly phải nằm xuống rồi. Nhưng LeBron thì cũng chịu chung số phận, Mr. D đang bị lùa vào, những thành viên của OG chủ động lùi về khi mà Notel còn ít máu quá. Có stun vào General ở đây thì có lẽ là kết thúc rồi. Dandy đang bị cấu liên tục và Dandy đang bị nothing happen. Lừa được các thành viên của Na'Vi sử dụng long trời lở đất ra rồi. Bây giờ là những cái tình huống mà setup Iron Shell liên tục đến từ các thành viên của OG. Họ đang cai từng những cái kỹ năng một. Và đã có slow ở đây đến từ vị trí của Notel. General muốn đua, General đã đua, General bị không được rồi, ăn được mạng của Notel ở đây. Nhưng General tiếp tục sử dụng press attack vào người mình, quay lại vẫn có Iron Shell trên người, có rất là nhiều mục tiêu. Dandy dính Benedict nhưng cái long con kìa, trời ơi không được. Con Dragon Knight nó không trâu đến thế. Na'Vi comeback với một cái tình huống double kill dành cho General. Ai mở combat bằng cái việc là lao thẳng vào trong cái khu vực mà mất sai như thế này chắc chắn không chơi được. LeBron bị phát hiện ra ở đây rồi. Nhưng các thành viên của OG đang bị lừa. DND đang có hút đam một người của DK và cú tốn người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra đây? Vẫn được hút đam đến từ DND nhưng có gom bóng vào. DND tự lấp mình lên, DND có đam nhưng không được đánh, DND phải chạy nhưng không giận ngủ được tới vị trí của Lưu rồi. Crystal Light không blink được vì bị đang dính Melodic ở đây. Các đại viên của OG buộc lòng phải bỏ chạy, Jerex phải nằm xuống mà chỉ chết mất ai support. OG họ tiếp tục lùi về được ở đây. Bạn cứ nhìn một con LC ở đây bật Amulet với cả một cái lượng đam rất lớn, ngay lập tức đua thẳng của DK. Nhưng DK thì đã sử dụng stun trước đó rồi, không được, có cover ở đây đến từ các đại viên của OG nhưng không kịp. Bị lốc lên đến từ Tuska để không được gói vào. Bây giờ Tuska chạy đâu đây? Anh ấy đang lùi về. Dragon Knight buyback ra và Dandy phải nằm xuống đầu tiên. Tiếp theo là LeBron bị ướng vào. Lưu không giật ngủ được. General ăn long con bị làm chậm lại ở đây. Và Lưu phải nằm xuống rồi. Tiếp tục General vẫn đang bị focus vào. Anh ấy không blink được bởi Iron Shell. Và chỉ có Crystal Light đang farm thì không bỏ mạng trong tình huống này thôi các thành viên. Ở đâu đó Crystal Light có một tình huống đánh láo, giết được Fly luôn nhưng bị chặn lại ở đây rồi, không có đam vào trụ. Nhìn mid này, nhìn bot này, bây giờ thì Mr. D phải về nhưng không có lốc, có lốc đâu ra gần Knight lên. Nhưng Mr. D lại gặp phải PL ở đây, Mr. D phải nằm xuống trang không. Nó vẫn tiếp tục là lùa vào, Mr. D không chạy được rồi, Mr. D chết rồi. Nhưng ở đâu đó các meter của OG thì cũng nằm xuống ở đây. Van còn Aegis không còn hóa đỏ nhưng đang là một cái cuộc chiến push nhà. Dandy phải buyback ra. Các thành viên của OG họ cũng có được cái trụ ở đây, họ không có được cái trụ ở mid nhưng các thành viên của OG họ cũng sẽ có được một lane ở đây. Tôi tin là như vậy. Esport dừng General lại trong một tình huống vacuum, đồng nghĩa với cái việc là ở đây các thành viên của OG họ cũng có được một cái Billy Rank. Người ta gọi đây là Xuân Hòa. General quay trở lại đây đua thẳng mồm S4 vì cái tội cản tê lê của bố mày đi sẽ phải chết. Nên là ở đây đua thẳng mồm S4 luôn. Nhưng ngay bây giờ đó là OG cover rất nhanh. General mới là người phải nằm xuống đầu tiên và S4 chưa kịp đặt tường ra thì cũng đã phải chết rồi. Nhưng Crystal Light đang bị cai lại ở đây bởi băng sát. S4 quay lại đấm vỡ mồm Crystal Light. Crystal Light hết BKB là nói lời tạm biệt với Crystal Light ở đây luôn. Tạm biệt Crystal Light. Crystal Light hồi sinh. Không, Crystal Light không có hồi sinh. Thôi xong rồi, chỉ còn một mình Mr. D tele được về nhà. Ua, Notel với cái đàn bóng nó phải gọi là vãi lúa của mình luôn. Mà bây giờ anh ấy đang đẩy boss, trong khi ở đây thì Na'Vi chưa quyết định tele về luôn. 1, 2, 3, chúng ta cùng đếm nào. Notel cầm Aegis, xiên liên tục của người của Mr. D, khiến Mr. D phải tự lộng mình lên. Mr. D đang loang quang. Mr. D quá kia nào. Trông này, gặp phải PL nó cứa cho một lúc hết cả mana luôn mà. Đánh này thì mất khách quá. Na'Vi có 3 hero, có Blink Dagger đều bị dừng lại bởi con bóng của PL ở trong. General đang ở trong một góc Shadow Blade, muốn đua vào nhưng đua được vào người, không được rồi. Vừa đua xong một cái, đó là Tutka cứu luôn. Các thành viên của Na'Vi đang bị trêu đùa ở đây nhưng Dragon Knight vẫn rất trâu. Crystal Light bỏ chạy. Thôi xong, tạm biệt Na'Vi. Tôi nói là tạm biệt Na'Vi. Long Kong 4 người, vacuum đặt tường 400 người. Wow. GG rồi. 2-0. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để chờ đợi đến với cả trận đấu tiếp theo. OG,
mommr.com. Học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. Cải thiện kỹ năng, nghiên cứu chiến thuật, nhận ý kiến từ các chuyên gia và đăng ký hoàn toàn miễn phí. Tham gia ngay với gói GoPro để có đầy đủ chức năng, 18 coin một ngày để sử dụng tất cả chức năng của mommr.com. Chỉ với 2,4 đô tương ứng với 50k tiền đạp, các bạn đã có 250 coin trong ví của mình. Lựa chọn hero cần tìm hiểu theo vị trí thi đấu. Thậm chí bạn có thể lựa chọn các hero đang có tỷ lệ win cao nhất ở thời điểm hiện tại. Hệ thống video hướng dẫn chuyên nghiệp dễ hiểu cho từng hero. Video hướng dẫn từ cơ bản để nhập môn với Dota 2. Bảng phân tích hero với đầy đủ chi tiết. Lựa chọn pick hero chưa bao giờ dễ dàng như thế với mommr.com. mommr.com là một website mới, hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hãy ủng hộ mommr.com và 23 Creative. Biết đâu trong tương lai chúng ta lại có một hệ thống trang web hướng dẫn chơi Dota bằng tiếng Việt. Đến với mommr.com để thực sự chơi tốt hơn. FPT Playbox biến TV thường thành Smart TV. Thiết kế nhỏ gọn, tính năng vượt trội, nội dung hấp dẫn. Tặng ngày miễn phí 1 năm xem truyền hình bao gồm 150 kênh trong nước và quốc tế khi mua thiết bị. Gia hạn thuê bao các tháng kế tiếp chỉ 50.000 đồng một tháng. Tiện ích phong phú đầy đủ cho mọi lứa tuổi. Lắp đặt đơn giản, cài đặt dễ dàng, cấu hình mạnh mẽ. FPT Playbox, xem mọi lúc, giải trí mọi nơi.